Cửa hàng Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0986 28901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cưa xích tay cụt mini cầm một tay dành cho anh em chuyên về mảng leo nhong nhánh tỉa cành hoặc lâu lâu mara dọn vườn rẫy trong gia đình vườn nhà mọi người. Em này đến từ thương hiệu của Tanaka, mã số là ECS3302 nha mọi người. Hệ đời 4 số, đường kính bê tông của em này là 37 ly 33 cc mọi người. Trọng lượng thì khoảng 38 nha. Lam của em này được sử dụng lam tổng, độ dài là 35 cm, mặt đất cây còn 30, xích được sử dụng xích chân 25 nha mọi người. Lam xích khá là đẹp, các đầu rãnh lam chưa có bị dập đầu và chưa bị đè đầu lam. Nước sơn đen này còn nguyên trên cây lam nha mọi người. Và xích còn khá là đẹp nha mọi người. Đó. Ốp lam của em này được sử dụng ốp lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 và tăng xích của em này nằm đằng trước này nhé. Đây nó có một con vít dẹp. Đó là cái tăng xích cho mọi người. Bên phía mặt báo ốp lam thì các tem thương hiệu vẫn còn. ECS3302 ha mọi người. Đó. Mẫu này nói chung là tay cụt mini, anh em sử dụng trong gia đình vườn nhà là vừa tầm ha. Nolo Mara dọn vườn rẫy là khỏi suy nghĩ luôn. Đốc mặt tiền đây nhá mọi người. Tình trạng máy là zin nguyên bản nhá mọi người. Bảo hành bao lột lòng 12 tháng. Và đằng trước thì thiết kế cho mình cái núm bơm xăng này. Ở dưới là cái chốt E nha mọi người. Và đây là nắp bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nhá. Còn đằng sau này là bình chứa nguyên liệu nhớt thả để bôi trơn lam xích nha mọi người. Đó, bên phía mặt má hộp giật các tem thương hiệu mạc vẫn còn nha. Tanaka này, đó, Mac in Japan này. Đó, hàng chủ của Nhật Bản nha mọi người. Đời 4 số nên xài cũng rất ổn định ha. Rồi, công tắc nằm đây nha mọi người. Đó bên trên này, ở đây là các tem rất sử dụng. Rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nha mọi người. Em này em đăng vào trong lô ngày C1 này, giá là 1.700.000 đồng này. Đó, giá này chưa có phí vận chuyển nha mọi người. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng mọi người ha. Đó, mọi người mua hàng đặt cọc phí vận chuyển em gửi nhá. Đặt cọc trước 200 ha. Giờ em sẽ khởi động nhá. Để lâu mình sẽ kéo e ra như thế này. Đó, giật nó ho một tiếng động mình đẩy vào nhá. Đẩy lên là xài ha. Đó, máy Ganti êm ráp nha mọi người. 33cc cũng rất là mạnh nhá. Như làm ra tốt luôn nha mọi người. Đó, rồi giờ em sẽ khởi động lại cho anh em nghe ha. ECS3302 giá là 1.700.000 đồng. Đó, chưa có phí vận chuyển nha mọi người. Đó, anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cưa xích này liên hệ qua đầu số điện thoại 0986 28901 đặt hàng nha mọi người.